quyển 92, phẩm thứ 82, Tịnh Phật Quốc Độ, Thanh Tịnh Cõi Phật, Kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng, Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, an trú trong đạo ấy, thường phát đại trang nghiêm. Phật biết rõ tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề, nên dạy rằng, này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật là Bồ Tát Đạo, 37 phẩm trợ đạo là Bồ Tát Đạo. 8 bối xã, 9 thứ đệ định là Bồ Tát Đạo. 10 Phật lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp là Bồ Tát Đạo. Tất cả các pháp là Bồ Tát Đạo. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có pháp gì mà Bồ Tát chẳng học mà được vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng có pháp gì mà Bồ Tát chẳng học. Vì sao? Vì nếu chẳng học hết thảy pháp thì chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là không thì vì sao nói Bồ Tát học hết thảy pháp? Như vậy là ở nơi chẳng có hí luận mà Thế Tôn làm ra có hí luận chăng? Mà phân biệt nói đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là pháp phàm phu, đây là pháp A-la-hán, đây là pháp Bích Chi Phật, dẫn đến đây là pháp Phật chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp thật là không. Nếu hết thảy pháp chẳng phải là không thì Bồ Tát chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như chỗ ông nói, nếu hết thảy pháp đều là không thì vì sao Phật ở nơi chẳng có hí luận lại làm ra có hí luận, phân biệt đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, dẫn đến đây là pháp Phật. Này Tu Bồ Đề, nếu ở thế gian chúng sanh biết hết thảy pháp là không thì Bồ Tát chẳng phải học hết thảy pháp để được nhất thiết chủng trí. Nay vì chúng sanh thật chẳng biết hết thảy pháp là không nên Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề, rồi lại phải phân biệt các pháp để giảng nói cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Đạo là như vậy. Từ trước đến nay, Bồ Tát phải tư duy rằng hết thảy pháp đều là bất khả đắc, đều chẳng có định tánh, chỉ do các nhân duyên hòa hợp mà có, nên chỉ là danh tự. Bồ Tát tự nghĩ rằng ta phải tư duy các pháp đều chẳng có thật tánh, đều chẳng có chỗ chấp trước, vô sở trước. Dù đó là sáu pháp ba la mật, là 37 phẩm trợ đạo, là quả thanh văn, là đạo Bích Chi Phật, dẫn đến là vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không, mà không thì chẳng có chấp không, trong không thì không cũng là bất khả đắc, huống nữa là trong không mà có chỗ chấp trước. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tư duy như vậy nên chẳng còn chấp trước hết thảy pháp mà học hết thảy pháp. Bồ Tát an trú trong chỗ học đó, quán tâm hành của chúng sanh, biết rõ chỗ hành của tâm chúng sanh, biết tâm hành của chúng sanh là hư dối, chẳng thật. Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, nói với họ rằng: các ngươi hành bố thí sẽ được giàu có, được nhiều của cải, nhưng các ngươi chớ nên chấp quả báo bố thí. Vì sao? Vì các pháp đã là không thì quả báo bố thí cũng chẳng thật, chẳng có kiên cố. Hành trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ cũng là như vậy. Chúng sanh hành các pháp như vậy sẽ được các quả thanh văn, quả Bích Chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề, nhưng chớ nên chấp trước các pháp ấy. Giáo hóa chúng sanh như vậy là hành Bồ Tát Đạo. Vì sao? Vì các pháp chẳng có chỗ chấp trước, là tánh không vậy. Này Tu Bồ Đề, khi hành Bồ Tát Đạo như vậy, Bồ Tát chẳng có chỗ an trú. Bồ Tát dùng vô trú pháp hành bố thí ba la mật mà chẳng an trú trong pháp ấy. Hành trì giới ba la mật dẫn đến hành Bát Nhã ba la mật, hành bốn thiền, hành bốn vô lượng tâm, hành bốn vô sắc định, hành tám bối xã, hành chín thứ đệ định, vân vân, cũng chẳng an trú trong các pháp ấy. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không, dẫn đến được các quả thanh văn, được Bích Chi Phật đạo, được Phật đạo, Bồ Tát cũng chẳng an trú trong đó. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng an trú trong các pháp? Phật dạy, có hai nhân duyên khiến chẳng an trú trong các pháp, đó là
các đạo quả là tánh không, chẳng có chỗ trú, chẳng có chỗ dùng pháp, cũng chẳng có người trú, chẳng lấy sự việc nhỏ làm đủ. Bồ Tát tự nghĩ rằng, ta chớ nên an trú trong bốn quả thanh văn, trong bích chi Phật đạo, dẫn đến chẳng nên an trú trong vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì từ khi sơ phát tâm cho đến nay, ta chỉ nhất tâm hướng về vô thượng Bồ Đề, chẳng có xen các tâm khác vào vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều sanh, thì làm sao Bồ Tát lại hay sanh Bồ Đề đạo? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều chẳng sanh, vô sanh. Vì chẳng sanh, vô sanh, nên chẳng tác, vô tác. Vì chẳng tác, vô tác, nên chẳng khởi, vô khởi. Bởi vậy nên nói hết thảy pháp bất sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp vẫn thường trú chăng? Phật dạy, đúng như vậy. Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, dù có Phật hay dù chẳng có Phật thì các pháp vẫn thường trú. Bởi vì chúng sanh chẳng biết gì về pháp trú, pháp tướng, nên vì chúng sanh mà Bồ Tát phải sanh Bồ Đề đạo, nhằm cứu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, dùng sanh đạo mà được Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, dùng bất sanh đạo mà được Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, dùng bất sanh phi bất sanh đạo mà được Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy phải thế nào mới được Bồ Đề? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, chẳng phải dùng đạo mà được Bồ Đề, cũng chẳng phải dùng phi đạo mà được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề, thì Bồ Tát khi chưa thành Phật cũng được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật được vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đức Phật chẳng được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, theo như chỗ ông hỏi thì lẽ ra Bồ Tát cũng được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào tu đầy đủ 6 pháp ba la mật, đầy đủ 37 phẩm trợ đạo, đầy đủ 10 Phật lực, đầy đủ 4 vô sở quý, đầy đủ 4 vô ngại trí, đầy đủ 18 bất cộng pháp, dẫn đến đầy đủ an trú kim cang tam muội, dùng nhất niệm tương ưng huệ là được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ được gọi là Phật, được tự tại ở nơi hết thảy pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tịnh Phật quốc độ? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đến nay tự trừ các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý, cũng giúp người khác thanh tịnh được các thô nghiệp nơi thân khẩu và ý của họ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì là thô nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý của Bồ Tát? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, những nghiệp bất thiện như sát sanh, như tà kiến, vân vân là thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, sang tham, phá giới, sân nhuế, giải đãi, tán loạn, ngu si, vân vân đều là thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý của Bồ Tát. Giới bất tịnh cũng là thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, xa lìa bốn niệm xứ là thô nghiệp của Bồ Tát. Xa lìa bốn chánh cần dẫn đến xa lìa tám thánh đạo cũng là thô nghiệp của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, tham chấp quả A-la-hán, tham chấp bích chi Phật đạo, dẫn đến tham chấp Phật đạo cũng là thô nghiệp của Bồ Tát. Luận: các câu hỏi mà Ngài Tu Bồ Đề nêu lên về pháp không đã được Phật giải đáp đầy đủ. Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ thể tịch diệt là chẳng có hí luận,
nên Ngài chẳng còn hỏi thêm gì nữa, mà chỉ niệm rằng chư Đại Bồ Tát và chư Thiên do đã thâm nhập vào thâm thiền định nên chẳng ưa nói nhiều, chỉ mong cầu được pháp lợi mà thôi. Hỏi: vì sao Ngài Tu Bồ Đề chỉ tâm niệm, chẳng có dùng ngôn thuyết, mà Phật lại dùng ngôn thuyết để đáp lại? Đáp: trước đây đã nói rằng người nhìn thân Phật mãi cũng chẳng có nhàm chán, nay người nghe Phật nói cũng chẳng nhàm chán vậy. Dù Phật dùng ngôn thuyết nói ra, nhưng vẫn chẳng làm gì ngăn ngại chư Bồ Tát và chư Thiên thâm nhập vào các vi tế thiền định cả. Bởi vậy nên Phật đã dùng ngôn thuyết để đáp lại Ngài Tu Bồ Đề. Phật đã an lập nơi Bồ Đề tịch diệt, chẳng còn phân biệt các pháp là thiện hay là ác, nhưng vẫn tùy theo chỗ niệm của chúng sanh mà phương tiện dùng ngôn thuyết để đáp lại nhằm giải nghi cho họ.